Để sử dụng Visualizer rất là dễ. Sau khi các anh chị download ứng dụng này về xong, sẽ thấy một icon màu xanh có chữ Dulux tại đây. Mình click vào. Sau đó click vào nút mở Visualizer để kích hoạt camera của Visualizer. Sau đó mình sẽ chọn màu mình muốn đổi màu. Mình click vào nút xem các bảng màu của chúng tôi. Ví dụ như tôi chọn Savannah Rose chẳng hạn. Tôi gõ vào tường. Sau đó tôi nhấn nút camera. Sau đó tôi nhấn nút xong. Hiển thị các mục đã lưu. Các anh chị có thể thấy là đây là cái màu tường sau khi tôi đã đổi màu. Và điều rất là đặc biệt của ứng dụng này đó là nếu như mà trên tường nhà các anh chị có bất kỳ một vật thể nào, như như bức tranh, hoặc là bây giờ tường của tôi đang có cái bảng màu trắng ở đây, thì ứng dụng này sẽ tự nhận ra được các vật thể đó và tránh các vật thể đó và chỉ sơn ở cái mảng tường, chính xác cái mảng tường mà mình đang muốn thay đổi màu mà thôi. Nếu như muốn sử dụng các màu khác thì các anh chị nhấn nút quay lại tại, nhấn nút quay tại đây. Và sau đó các anh chị tiến hành lại ban đầu, đó là mở Visualizer, chọn một màu khác. Ví dụ như tông màu xanh ở đây, Amsterdam. Gõ vào tường. Click vào nút camera lần thứ hai. Sau đó mình vô nút xong. Hiển thị các mục đã lưu. Các anh chị có thể thấy đây là hai option mà tôi đã thay đổi cho phòng của tôi. Đó là option thứ nhất là màu hồng. Option thứ hai là màu xanh. Các anh chị chỉ cần đem cái code màu mà mình thích hơn đem ra các đại lý của Dulux để pha được một màu sơn như ý.